Xin kính chào quý vị. Những hình ảnh mà quý chị đang xem trên màn hình là hiện trạng giải phóng mặt bằng mới nhất tại khu vực nhà máy sứ Hải Dương để thực hiện giai đoạn 1 khu dân cư trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trong một cái nội dung video lần trước về cái khu đất vàng nhà máy sứ Hải Dương này thì tôi đã trình bày chi tiết về điều kiện vị trí rất thuận lợi của khu đất và cái chủ trương thực hiện dự án mới của thành phố Hải Dương. Nếu mà anh chị nào muốn theo dõi lại thì tôi sẽ để link video bên dưới phần mô tả. Về hiện trạng thì dự án đang rào chắn toàn bộ phạm vi công trường, sa gạt mặt bằng thi công tại cái khu vực tái định cư và tổ chức ép cọc thí nghiệm khu vực trường mầm non Hoa Sứ. Về quy mô diện tích của dự án thì khoảng hơn 9,6 hectare với cái dân số dự kiến khoảng hơn 3.000 người. Tổng mức đầu tư của dự án đạt khoảng 543 tỷ đồng và được chia làm hai giai đoạn thực hiện từ năm 2023 cho đến năm 2025. Giai đoạn 1 của dự án này thì thực hiện giải phóng mặt bằng với cái tổng diện tích của khoảng 8,3 hectare tại cái khu nhà máy sứ Hải Dương, trường mầm non Hoa Sứ, công ty cổ phần phát hành sách Hải Dương và đầu tư xây dựng một cái khu tái định cư trường mầm non theo cái quy hoạch. Diện tích thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật thì khoảng 8.279 m². Về giai đoạn 2 thực hiện dự án thì giải phóng mặt bằng các cái hộ dân và đầu tư xây dựng hạ tầng các cái nút giao kết nối đến đường của tỉnh, đường Hào Thành và đường Điện Biên Phủ với dự án khu thị. Đồng thời thì đề xuất chủ trương thực hiện đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu thị trung tâm của Phạm Ngũ Lão theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư. Như vậy thì anh chị có thể thấy là sau rất nhiều năm để lãng phí tiềm năng khai thác khu đất vàng nhà máy sứ Hải Dương này, thì nay thì khu đất đã có cái động thái chính thức và hồi sinh. Hy vọng thì dự án sẽ được thực hiện đúng tiến độ để mang lại cái diện mạo mới cho thành phố Hải Dương và tỉnh Hải Dương. Thông tin liên quan đến bất động sản Hải Dương thì quý anh chị vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp tôi theo cái số hotline trên màn hình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị và hẹn gặp lại.